Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ năm, ngày 15 tháng 7 có một số nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy Cao Bằng và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội thảo khoa học tổng kết thực tiễn giai đoạn năm 2021-2025. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Quốc Toàn, Phúc Sen, Phi Hải, Quảng Hưng, Độc Lập, Cai Bộ, Chí Thảo, Tự Do và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Để sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng, Sở Y tế đã huy động mọi nguồn lực, tập trung chuẩn bị các điều kiện tiêm chủng trên diện rộng với phương châm đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả. Ngày 15 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành. Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, khoa học, kịp thời, chuyên nghiệp, sáng tạo của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, từ trung ương đến địa phương, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bình đẳng, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử lần này có số lượng cử tri đi bầu lớn nhất từ trước đến nay với gần 69.244.000 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,6%. Trong cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 15. Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết định xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với 499 đại biểu, đạt 99,8%. Cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa 15 giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Các cơ cấu như tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Các cử tri bầu 3.721 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 239.788 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đưa nghị quyết của Đại hội Đảng vào cuộc sống, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự là của dân, do dân và vì dân. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước được củng cố và tăng cường, tạo nền tảng tiền đề vững chắc để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững. Cử tri đã lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương. Chiều ngày 15 tháng 7, Tỉnh ủy và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội thảo khoa học tổng kết thực tiễn giai đoạn năm 2021-2025. Về phía Tạp chí Cộng sản có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.
Sự hội nghị về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cùng lãnh đạo các sở ban ngành. Theo chương trình ký kết giai đoạn năm 2021-2025, Tỉnh ủy Cao Bằng và Tạp chí Cộng sản tập trung vào tổng kết thực tiễn, lý luận, mô hình đổi mới sáng tạo và phương thức phát triển của Cao Bằng, phối hợp tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương của tỉnh Cao Bằng, trong đó bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Cao Bằng, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, về xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền những cách làm hay sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến, tổ chức các hội thảo khoa học tổng kết thực tiễn, quảng bá giới thiệu hình ảnh Cao Bằng năng động sáng tạo với bạn bè trong và ngoài nước và ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo, tạp chí của Đảng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cao Bằng. Là tỉnh miền núi, là quê hương cách mạng, tỉnh đang quyết tâm phát huy 5 lợi thế, tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược và tháo gỡ 3 điểm nghẽn để phát triển nhanh, bền vững. Việc phối hợp với tạp chí Cộng sản trong công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo điều kiện cho Cao Bằng nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế xã hội cũng như trong công tác xây dựng đảng để quảng bá hình ảnh Cao Bằng, qua đó thu hút các nguồn lực các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giới thiệu khái quát về tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định, những tiềm năng lợi thế, thành tựu và đột phá của Cao Bằng là những vấn đề sinh động từ thực tiễn để tạp chí Cộng sản triển khai tốt công tác truyền thông. Đồng chí tin tưởng chương trình hợp tác giữa Tỉnh ủy Cao Bằng với tạp chí Cộng sản ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả trong thời gian tới. Sau khi thảo luận thống nhất các nội dung, thay mặt lãnh đạo hai đơn vị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản đã ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền và tổ chức hội thảo khoa học tổng kết thực tiễn giai đoạn năm 2021-2025. Trong dịp này, tạp chí Cộng sản đã trao 500 triệu đồng ủng hộ cho quỹ khuyến học tỉnh. Ngày 15 tháng 7, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Quốc Toàn, Phúc Sen, Phi Hải, Quảng Hưng, Độc Lập, Cai Bộ, Chí Thảo, Tự Do và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo về kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh, nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, xây dựng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, kênh mương thủy lợi, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn xóm. Xem xét bổ sung các chế độ chính sách đối với công tác cán bộ, người có công với cách mạng, quan tâm phát triển sản xuất theo hướng liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh. Trong đó nhấn mạnh vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng đối với mục tiêu đến hết năm 2022, toàn tỉnh sẽ xóa nhà rột nát, nhà tạm, tiếp tục kéo điện lưới quốc gia đến các xóm vùng sâu vùng xa. Sau sắp nhập đơn vị hành chính, việc thiếu nhà văn hóa sẽ được tỉnh hỗ trợ ưu tiên xây dựng, rà soát bổ sung điều chỉnh một số cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Trong cái nhiệm kỳ tới này thì tỉnh có rất nhiều cái chủ trương. Thì trong đó có một cái vấn đề đó là sẽ rà soát và xây dựng những cái đề án đầu tư hạ tầng cho những vùng khó khăn, và cái đề án xóa nhà rột nát, nhà tạm nhà rột nát cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, mà sẽ tập trung vào làm trong 2 năm từ kỳ họp tới này thông qua nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho hết năm 2022 là cơ bản xong, và sau đó đến năm 2025 thì tiếp tục rà soát
những vấn đề phát sinh để tiếp tục giải quyết. Cái này là một cái chủ trương rất lớn của tỉnh. Và hiện nay tỉnh đã cân đối nguồn ngân sách khoảng 100 tỷ của năm 2021 này rồi. Và huy động các nguồn xã hội hóa nữa cùng với cái sự đóng góp của người dân. Những cái người mà người ta thì muốn sửa nhà chẳng hạn, hoặc là mới nhà nhưng mà người ta có tiền nhưng mà người ta cũng không đảm bảo đủ để có thể làm được, thì cùng nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì đây là một cái chủ trương rất lớn để đầu tư cái chỗ ở cho người dân, để không phải ở nhà tạm, nhà rột nát, và hoặc là chưa có nhà ở. Đây là một cái đề án rất là quan trọng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, công tác cán bộ là yếu tố quyết định sự phát triển của địa phương, nhất là sau sắp nhập đơn vị hành chính. Việc sắp xếp cán bộ theo vị trí việc làm cần được triển khai đúng quy định. Trong khi dịch bệnh gia súc gia cầm còn diễn biến phức tạp, thì đội ngũ thú y cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu, hoặc một số chức danh người hoạt động không chuyên trách, chưa có chế độ phụ cấp thỏa đáng, sắp tới sẽ từng bước giải quyết. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh về hướng liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản. Đó là sự phối hợp giữa ngành công thương và nông nghiệp phát triển nông thôn trong việc tổ chức sản xuất, chăn nuôi, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, theo đó triển khai các dự án có chính sách liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Những ý kiến của cử tri còn lại, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chiều ngày 15 tháng 7, Ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn năm 2016-2020, Ban chỉ đạo PCI tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố, Cao Bằng duy trì trong nhóm trung bình, xếp vị trí thứ 54 trên 63 trong số các tỉnh thành trong cả nước với 62,20 điểm, giữ nguyên vị trí so với năm 2019. Tính riêng trong khu vực miền núi phía Bắc, tỉnh Cao Bằng xếp hạng 10 trên 14, cao hơn 4 tỉnh gồm Sơn La, Lai Châu, Bắc Cạn, Hà Giang. Cuộc họp đã thảo luận nêu rõ những vấn đề còn hạn chế tồn tại như điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, kết cấu hạ tầng còn yếu, tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra kiểm tra, việc thực hiện công khai thủ tục hành chính còn chưa đầy đủ, cần quan tâm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng, marketing, các hoạt động xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp, có các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thông thương hàng hóa, tiếp cận đất đai. Các đại biểu đã cho ý kiến về các dự thảo kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh năm 2021 và đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn năm 2021-2025. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo PCI tỉnh đề nghị cơ quan thường trực tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020. Nhiệm vụ và giải pháp năm 2021, bổ sung một số chỉ tiêu thành phần trong dự thảo kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban chỉ đạo chỉ số PCI tỉnh giai đoạn năm 2021-2025, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, rà soát và công khai thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân, xây dựng cơ chế tạo sự đột phá, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường. Ngày 15 tháng 7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2021 theo hình thức trực tuyến kết nối 457 điểm cầu với sự tham dự của hơn 13.500 đại biểu. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp
hội nghị lần thứ 3. Hội nghị thống nhất cao thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, quy định thi hành điều lệ Đảng, quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng khóa 13, tập trung thảo luận thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và việc giới thiệu nhân sự bổ sung một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, hội nghị dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021, định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tuyên truyền toàn diện đa dạng các lĩnh vực trọng tâm, trong đó bám sát nội dung tập trung tuyên truyền hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và kỳ họp Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra sắp tới. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về công tác chỉ đạo quyết liệt toàn diện của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, kết luận của Trung ương về phòng chống dịch bệnh, trong đó lưu ý tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết 68 NQCP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vừa được Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tài liệu của các cơ quan liên quan, tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại và kỷ niệm các ngày lễ của đất nước. Cũng tại hội nghị, báo cáo viên trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối, báo cáo viên, cấp ủy viên của các chi đảng bộ trực thuộc, nghe báo cáo viên Trung ương thông báo về kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2021 và công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã phường Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Hòa Trung, Duyệt Trung và xã Chu Trinh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri các phường đã kiến nghị tỉnh xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, quan tâm giải quyết các diện tích đất đai khu vực mỏ quặng Băng Quang do doanh nghiệp khai thác, có chế độ chính sách hỗ trợ cho người hoạt động của hội nạn nhân da cam dioxin, hội thanh niên xung phong tại các phường xã, giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đất công, ưu tiên bố trí kinh phí và quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Tân Giang, cấp một lần diện tích đất thuộc khu vực nhà máy bia để nhân dân tổ 3 xây dựng nhà văn hóa, đề nghị các cấp các ngành quan tâm đầu tư đồ dùng học tập đồng bộ cho các trường mầm non. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã trả lời các ý kiến của cử tri, tiếp thu để chuyển tới các cơ quan giải quyết. Trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri 5 phường xã, Sông Hiến, Ngọc Xuân, Đề Thám, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 5 phường xã đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng mới và sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn phường Ngọc Xuân, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan rà soát diện tích đất rừng cho người dân, quản lý chặt trật tự đô thị, tránh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường cản trở giao thông, bố trí quỹ đất, kinh phí hỗ trợ các tổ dân phố xây dựng nhà văn hóa, kiến nghị điện lực cần bố trí cột điện một cách hợp lý. Mong muốn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành chương trình cụ thể, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cử tri, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp các ý kiến gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Chiều ngày 15 tháng 7, khối thi đua các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Khối thi đua các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh hiện có 10 đơn vị, Viettel Cao Bằng là đơn vị trưởng khối. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã phát động các phong trào thi đua bám sát chương trình kế hoạch của đơn vị với nhiều hình thức cụ thể. Công tác tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến tiếp tục được các đơn vị triển khai, giúp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực phấn đấu cho người lao động. Khối đã tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc.
khối các doanh nghiệp trung ương đã ủng hộ đóng góp 6,54 tỷ đồng vào hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Trong đó, Viettel Cao Bằng ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng, Viễn thông Cao Bằng ủng hộ trên 644 triệu đồng, Công ty Điện lực Cao Bằng ủng hộ hơn 640 triệu đồng. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối tiếp tục xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn năm 2016-2021, chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Để đảm bảo công tác bình ổn thị trường theo quy định, Đội Quản lý Thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Cao Bằng tiến hành kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn thành phố, theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý Thị trường Cao Bằng. Đoàn tiến hành kiểm tra các mặt hàng lương thực thực phẩm tại siêu thị Cao Bằng, các mặt hàng thực phẩm đông lạnh tại chợ Xanh, một số cửa hàng mỹ phẩm tại trung tâm thành phố Cao Bằng. Qua kiểm tra cho thấy, sức mua ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau xanh, củ quả, dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, không có tình trạng khan hiếm hàng. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền siêu thị và hộ kinh doanh tại chợ ngoài chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, tăng cường công tác phòng chống dịch, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tính từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã kiểm tra kiểm soát 253 lượt, phát hiện xử lý 49 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 259 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm không đảm bảo an toàn sử dụng buộc tiêu hủy, 21 kg chân gà đông lạnh, 40 kg thịt bò đông lạnh và nhiều loại mặt hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Từ nay đến cuối năm, đội tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động kinh doanh vận chuyển trái phép, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó tập trung các mặt hàng như gia súc, gia cầm, dược liệu, mỹ phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa có chất cấm và các mặt hàng vi phạm khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 với quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam đã được phát động vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, thời gian qua Sở Y tế đã huy động mọi nguồn lực, tập trung chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng với phương châm đảm bảo, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng toàn quốc sẽ tập trung triển khai thực hiện trong 9 tháng, từ nay đến hết tháng 4 năm 2022, với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương. Đối với tỉnh Cao Bằng, để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng chiến dịch này, Sở Y tế đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, chiến dịch sẽ triển khai tại các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, sử dụng đồng thời các loại vaccine đủ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau để tăng độ bao phủ vaccine cho người dân, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vaccine cho người trong độ tuổi tiêm chủng đạt trên 90%, đồng thời đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Ngay sau lễ phát động toàn quốc, trong ngày 13 tháng 7, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 40.800 liều vaccine phòng COVID-19 Verocell Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ được Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh. Theo quy định của Bộ Y tế về 3 nhóm đối tượng ưu tiên sử dụng, sau khi tiếp nhận, từ ngày mai ngày 16 tháng 7, Sở Y tế sẽ bắt đầu tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng gồm công dân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc, kinh doanh tại Trung Quốc, người dân có nhu cầu giao thương với Trung Quốc, đặc biệt là người dân ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc như Quảng Hòa, Thạch An, Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lan. Trước đó, Sở đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành để triển khai công tác tiêm vaccine Verocell, tổ chức các hội nghị truyền thông, tổng kết đánh giá kết quả tiêm chủng đợt 1, tập huấn hướng dẫn tiêm chủng an toàn các loại vaccine COVID-19 cho các huyện, thành phố nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm mở rộng. Căn cứ vào số lượng vaccine được Bộ Y tế cấp, Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành tiêm thí điểm tại trạm y tế thị trấn Hòa Thuận, thị trấn Tả Lùng, sau đó triển khai đến các xã khác theo mô hình cụm. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19, thì trong thời gian qua Sở Y tế cũng đã luôn chủ động cập nhật và triển khai thực hiện nghiêm các hướng dẫn chuyên môn về phòng dịch COVID, đặc biệt là đối với cái việc triển khai tiêm vaccine. Tất cả các vaccine khi được về thì chúng tôi đều được tiếp nhận, bảo quản và triển khai ngay khi tiêm. Nhưng quan điểm của chúng tôi là phải tiêm đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất và triển khai thực hiện đúng các đối tượng theo quy định tại nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị. Trong gần đây thì Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định phê duyệt chiến dịch
tiêm vaccine giai đoạn 2020-2021, trong đó là trọng tâm từ tháng 7 cho đến tháng 4 năm 2022, trong khoảng 9 tháng các đối tượng sẽ mở rộng. Thế như vậy huy động một nguồn lực rất là lớn, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị các điều kiện như là tập huấn về chuyên môn, rồi là chuẩn bị các cơ sở để tiếp nhận bảo quản vaccine, rồi là phải đề xuất ra các phương án cụ thể đối với điều kiện Cao Bằng khi mà chúng ta không thể triển khai tiêm một lúc toàn bộ trên một diện rộng, để chọn lựa vào những cái địa điểm mà có nguy cơ cao nhất, rồi tiếp tục sang các địa bàn khác. Thế như vậy thì chắc là chúng ta cũng sẽ thực hiện được các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Cùng với đó, ngành y tế đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nắm bắt dữ liệu liên quan đến công tác tiêm chủng, đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vaccine từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã. Với phương châm tiêm đến đâu, an toàn đến đó, không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào, để thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm của cả cộng đồng để chiến dịch sớm đạt miễn dịch cộng đồng, một giải pháp căn cơ, lâu dài, hiệu quả để đẩy lùi COVID-19. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các chỉ đạo về công tác phòng chống dịch, đến các cơ sở tiêm chủng ngay khi có thông báo tiêm, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K vaccine của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lên phương án chuẩn bị cho tình huống có 5.000 ca COVID-19 trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, số F1 có thể lên tới 200.000 người. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành phương án số 162 về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, phương án phân loại tình huống phòng dịch khi chưa có ca bệnh và khi có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có phương án ứng phó với tình huống có 1.000 đến 5.000 ca nhiễm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tại tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 19 tháng 7, học sinh các cấp tiểu học, học sinh lớp 6, 7, 8 cấp trung học cơ sở, học sinh lớp 10, 11 cấp trung học phổ thông tiếp tục hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối năm học 2020-2021. Học sinh lớp 9 thực hiện kế hoạch ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho học sinh trở lại trường thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2020-2021. Chiều ngày 15 tháng 7, thông tin từ Tiểu ban điều trị cho biết đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do dịch COVID-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7 tháng 6 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021. Như vậy, tổng số ca tử vong trong đợt dịch thứ tư là 172 trường hợp, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan. Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 207 trường hợp. Chiều ngày 14 tháng 7, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, làm tốt công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phòng chống có hiệu quả dịch COVID-19, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm kỷ luật và đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng các đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, duy trì tốt quan hệ đối ngoại biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới, nước láng giềng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý có hiệu quả 966 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Trong đó khởi tố 32 vụ trên 68 đối tượng, phạt hành chính 738 vụ, trên 7.928 đối tượng, thanh lý tăng vật bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu đồng, tiêu hủy 18.244 kg nguyên liệu thuốc lá và chuyển giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 154 vụ trên 526 đối tượng.
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch COVID-19, chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới và nâng cao chất lượng các biện pháp công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hai bên biên giới, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, 8 tập thể và 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có thành tích trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể cùng bà con nhân dân xóm 1 Đức Chính phối hợp tổ chức khởi công sửa chữa nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Quang. Gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà là ông Nguyễn Văn Thuận và bà Dương Thị Yết. Tại xóm 1 Đức Chính, xã Vĩnh Quang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ủng hộ 15 triệu đồng từ nguồn quỹ xây dựng nông thôn mới. Kết quả vận động các nhà hảo tâm đóng góp 35 triệu đồng để mua nguyên vật liệu cũng như ngày công để tháo dỡ, sửa chữa, lợp lại mái và dọn vệ sinh toàn bộ ngôi nhà cho gia đình ông bà. Ngôi nhà sau khi được sửa chữa sẽ giúp gia đình ông Thuận có cuộc sống ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Tại huyện Hạ Lang, Công an tỉnh vừa sơ kết công tác an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị nghiệp vụ an ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là các sự kiện lớn của tỉnh, giải quyết ổn định các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội khác diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn huyện Bảo Lâm, thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đơn vị nghiệp vụ an ninh tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng của Bộ Công an, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, vận động linh hoạt, sáng tạo trong công tác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia. Kết quả sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm, Công an huyện Hạ Lang đã vận động nhân dân giao nộp được 13 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng côn và 6 linh kiện lắp ráp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong thời gian tới, Công an huyện Hạ Lang tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn, nâng cao ý thức tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ do chế tạo, tàng trữ trái phép, kiên quyết đấu tranh xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Văn Dũng và Nông Văn Minh cùng trú tại xóm Lũng Đa, xã Minh Long, huyện Hạ Lang về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo cáo trạng, khoảng tháng 9 năm 2020, Triệu Văn Dũng được một người đàn ông Trung Quốc liên lạc qua mạng xã hội để thuê đón đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá thỏa thuận 100 nhân dân tệ một người. Triệu Văn Dũng đã đồng ý và rủ Nông Văn Minh cùng thực hiện. Trong tháng 10 năm 2020, Dũng và Minh đã 3 lần đưa chót lọt 17 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc nhận 1.800 nhân dân tệ. Nhưng trong đợt chuẩn bị đưa người vượt biên lần thứ 3, hai đối tượng trên bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Triệu Văn Dũng 12 năm 6 tháng tù giam, Nông Văn Minh 10 năm tù giam. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.